Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hiện tại là mình đang ở thị trấn Cờ Đỏ nha các bạn. Ở đây thì mới mở thêm một cái vụ lúa mới. Ồ, chuột chạy kìa các bạn thấy không? Mình cũng chưa biết bà con đã trồng giống gì nữa. Để chút mình hỏi thôi nha. Thì mấy cậu cũng đang ra đồng nữa nha các bạn. À 5451 hả? Ủa giá giờ ghe nó cân lại nhiêu vậy cô? 57. 57 hả? Trời, chuột nhóc nó treo không chịu đưa bắt. Mới chạy đây mấy con nè, chỗ mấy kéo mới chạy lại. Dính nào? Ủa con gì vậy? Cua đồng hả? Rồi tưởng cua lột, ôi dám mất đi luôn. Bà con mình ngồi coi quá trời. Đây sơ lược, sơ lược dễ dàng bông thì cũng được thôi nha các bạn. Đây cũng có mấy em đi bắt chuột. Này mới cắt những miếng đầu tiên nha các bạn ơi. Cắt xong hết trơn những cái dạng ở Cờ Đỏ xong thì xuống tới với mình. Trong viên thì giờ là mới có chỗ rồi, chắc khoảng tháng ngoài nữa có lúa rồi. Này bà con mình coi mấy cắt. Kia tốt chi cười cũng có tiếng máy. Xa xa thì có nhóm thanh niên đi bắt chuột nữa các bạn. Bên đây thì đang ghép lúa lên cầu. Rồi bên phía sau đó cũng có một chiếc nữa. Máy bên đây nhiều lắm.
Ủa khúc này vậy mà không thấy chuột chứ. Mấy bên kia mới ra thấy mấy con chuột chạy. Nó nín lại các bạn. Một cánh đồng mà nha các bạn. Giờ bà con mình đem bao tiếp tục nữa nè. Ồ dính đường con. Ồ còn sống kìa. Bên đây thì đang canh biển hang nha các bạn. Ở đây ôi nhóc nhỏ nó bẻ xài luôn rồi. Tâm mới ớt đang xài. Qua đây cắt tiếp tục nè các bạn. Qua mẫu luôn các bạn. Wow, đổ có kìa. Máy này rất là mạnh luôn à. Cái máy tôi dùng cỡ đỏ là máy cũng không phải dạng vừa đâu nha các bạn. Chạc cũng tương đối dài nha các bạn. Xa xa ở dưới kia rồi cái bãi chắc lúa nằm cặp lộ luôn. Thì chỗ đó không có ghe bọng gì vô được hết. Chắc mình nghĩ là dắt bằng lên xe á các bạn. Trời có trái mà trái ít. Máy đi xa quá các bạn ơi. Nằm dọc dọc bển cũng có mấy chiếc nữa, nhưng mà khá là xa. Cái miếng này cũng hơi bự các bạn. Để mình kết thúc video này tại đây đi. Mình sẽ chạy qua tút qua bờ bên kia mình quay cho mấy bạn thấy rõ hơn nha.